mỗi lần mà ra mắt khán giả của Việt Nam International Fashion Group. Thì Nguyễn và ekip luôn luôn mong muốn rằng là sẽ có nhiều những ý tưởng mới và những chất liệu mới cũng như câu chuyện mới. Lần này là một giấc mơ, dẫn dắt cái câu chuyện của cái giấc mơ này nó như thế nào? Nó ở thời hiện tại hay là nó ở thời quá khứ, và thực sự là cái giấc mơ này nó có thật hay không? Bộ sưu tập mang tên là Mộng Mị. Sắc cho đến chất liệu đều là mang âm hưởng một loại hình nghệ thuật văn hóa dân gian ra đời từ thời vua Lê Thứ Trịnh. Thủy Nguyễn và ekip đã đưa vào trong ngôn ngữ thời trang một cách rất là uyển chuyển. Trong cái hơi hướng của bộ sưu tập lần này, bạn sẽ nhìn thấy những bức tranh hàng trống và những câu chuyện và cũng như là những cái chi tiết nhỏ vẫn còn ở đâu đó như thế. Nếu như những ai mà theo dõi show và được ở trong show thì sẽ nhìn thấy từ âm thanh, ánh sáng, hiệu ứng mà Thủy mang đến cho khán giả, nó thực sự là một sự mệt, nhưng mà mệt của một giấc mơ đẹp. Thủy chỉ muốn rằng là mọi người trải qua những cái cung bậc cảm xúc, cái luồng không khí thoát ra khỏi cái đời thường bây giờ, mọi người hãy cứ thả trôi, đến đâu thì hay đến đấy. Thank you.
Thank you.
Thank you.
một tha ni sô mà quạt nước mấy pha trà mấy người rơi là trên khó cha này quý vậy ơ quý vậy đôi người ơi than ý sao mà quạt nước mấy pha trà mấy người rơi là trên khó cha này quý vậy ơ quý vậy đôi người ơi
nhà thiết kế Thủy Nguyễn Việt Nam. Một lần nữa dành tràng pháo tay cho nhà thiết kế Thủy Nguyễn đến từ Việt Nam.